Mày bây giờ nó mạnh quá. À, có cách rồi. Đá mày kia, con mong thì đi theo ta. Ngươi chạy đi đâu vậy? Cái phòng nghiên cứu của ba. Mình nhất định sẽ có bảo bối để tiêu diệt đám mày quái ác này. Ngươi định vào phòng nghiên cứu của ba ngươi à? Sao ngươi biết? Ngươi sợ hả? Trong phòng nghiên cứu của ba ta có rất nhiều bảo bối. Ta sẽ dùng chúng tiêu diệt ngươi. Không được vào đó. Gì để tiêu diệt đám mây bây giờ? Dùng thiên thạch ném hắn thử coi. Để xem ngươi còn chiêu gì nữa không? Không được rồi, phải tìm cách khác thôi. Cái gì đã cướp ta? Dám nhốt ta vào cái túi này à? Mau thả ta ra! Chỉ còn cách là nhốt nó lại thôi. Kẹo cao su khổng lồ. Mình đã có cách nhốt đám mây lại rồi. Được rồi, ta sẽ cho người biết đây. Kẹo cao su thần kỳ. Mấy thứ trẻ con này mà định nhốt ta? Hả? Nó định làm gì vậy? Xem đi. Thế nào? Cái tay của ngươi làm gì mà mùi ghê quá vậy? Ta chỉ xỉa răng sâu của ta thôi. Đỏ da. Thôi đủ rồi, tới lượt ta ra tay đây. Mưa bão cuồng phong. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.